Jax vẫn đang là người ở ngoài để có thể pop những quả flash cho đồng đội của mình bắn nhau. Xong. Khan 2-6 đang đẩy bóng một mạng dưới Khan rồi. Ủa còn vào tốt này. Ngay sau đó Jax nó một đổi bạo Khan thành công đưa tình huống về đó là 3v3. Rất nhanh thôi. Nhưng trời ơi nghệ thuật em, anh ta em đúng như anh ta làm nghệ thuật vậy. Jax cho một đổi mạng và Khan cũng đã phải đóng kín bóng kín. 1v2 gỡ luôn đến từ chưa sắc. Nghe thấy tiếng rồi. Và đó là một tình huống sắc bắn hay hơn. Lại mạng dưới sắc rồi gỡ được. Gỡ được đến từ vị trí vào sắc và vẫn là lần đầu chiến thắng cho Man Wii Squad. Cái gì thật hay trời ơi. Chỉ luôn. Ghê. Và bây giờ những lượng súng hơi yếu đến từ trang xa lần có điểm chiều cuối đến từ Jax No 1. Quyết định xa chảo ra luôn. Nhưng dẻo đến từ Khánh Ai Cà Sâu. Né rất dẻo nhưng bắn đi không dẻo. Chưa gỡ được, biết rồi. Biết rồi. Đầu 1v1 cùng với Yato. Kinh nghiệm đến từ Jax No 1 bóng thành công. 2-2. Quá khó để cho cánh AK6 có thể làm gì mà anh ta phải nằm xuống 5 đều dành cho Young Talent. Đấy là không khí online đấy các bạn ạ. Đấy là không khí online. Hai đấy, nó là không khí online. Cho mình 2v3 vẫn làm được dành cho thành viên bên phía của Young Talent. Hơi chớ rồi, Takoyaki ơi vẫn đổi được một. Nhưng trước đó là cánh AK6 đã hạ cùng DJ Jack. Cả hai yếu chết đó là vị trí của OG Takoyaki. Nào. 1v1 Takoyaki. Anh ta sẽ là ngồi gỡ một nửa, còn sắc bây giờ sắc vẫn đang phải đoán và sắc không qua được hàng xua Takoyaki. Vâng, một phát bắt 1v3 đến từ Takoyaki. Nên nhớ là chỉ là một cầu hét kinh nhở, mấy anh em online ngồi hét thích nhở. Và quả spy này là đẹp để cho Yato có thể xử lý được. Còn nết đến từ Yato. Ôi phùng phanh những trái flash vừa rồi. Sao lại flash? Trời ơi, triple kill Yato. Trái net không đến nơi. Nhưng bây giờ thì Bumbot phát hiện điều gì đó. Bà nói vẫn có thể sửa sai được cho những người đồng đội. Rất khó chịu những lượng đồ được trả ra. Mình NQT có một, anh ta đọc xuống bởi chat. Ôi, quả flash trôi luôn mà. Không được. Chúng ta sẽ check va lại thì đây. Một tình huống ném flash đi. Ôi trời em ơi, flash đồ tổ. Ôi trời ơi. Ôi, vào lát chuột chui à, rơi con xuống lòng đất mà. Nếu như họ vẫn muốn đi tiếp với nhau thì họ cần phải chỉnh cái vấn đề đó là việc mất người lẻ. Đây lại lao ra lẻ. Rồi xì sạt có mà của Clay băng rồi, chịu lại một mình pin đã quét mà thôi. Nhảy qua, ui. Chìm. Đây, hãy cùng nhìn lại và chém rất mượt đến từ vị trí vào trong đó. Rất cay. Bây giờ Kuro đang muốn đẩy ra bắn nhau, một mạng Kuro vẩy tâm nhanh quá Kuro ơi. Check va tình huống này. Tại vì sao tình huống này bắn phát vào đầu được nhở? Ôi giời ơi. Đạn nảy thần công ạ. Nikit lại đẩy được mid rồi. Ui đẹp thế nhở, đẩy mid út rồi ôi. Chiến thuật gọi là sao ạ? Rùa bong gân đến từ phía Zero Gamer. Tầm này Sova đi trước. Đua lead thì sải bước đi sau và một tình huống lùi rất là nghệ thuật rồi. Xong rồi. Không sủi được nữa đến từ thành viên bên phía của Phil Speed. She's Smile đổi một. Niki là người phải đắm xuống. Tiếp tục là She's Smile. Pin đổi được một thật đấy nhưng vị trí của anh ta bây giờ sẽ là vị trí bị quay. Đã buồn có một rồi. Đã buồn có đôi. Đã buồn đắm xuống. Akdu phải ra đi. Và vẫn còn đó là Kurot ở đây. Kurot sẽ đối đầu. Lay up. Cả người chơi cùng mình. Có kì bông. Kì bông. Gỡ. Có kì bông. Gỡ luôn. Trời ơi. Lay up còn trượt cơ. Đừng bắn thẳng vào được mà, cần gì phải lay up. Trời đất ơi, Đam Quân làm 2 rồi, Soulmaker làm 2 rồi, vẫn thu. Có lẽ sẽ nết vào khu vực thùng default mà thôi. Và vị trí của anh chàng con đang là người bị cô lập. Ui nết gì kìa, vâng nết của KO kìa, trả ra hơi lỗi nha. Nhưng phát béo có bị được 1 rồi. Đẩy ngược vào Gon, mình làm cái double kill, triple kill cho Gon. Và có qua là kill hay không đây Gon? Qua là kill rồi, tránh nhất ra để cho Gon đây nào. Và đó là một tình huống không ngây đến từ Gon. 6-10, cách biệt chỉ còn lại 4 round mà thôi. Mà nếu mình không nhầm thì Hormone Gang họ sẽ yếu tiền tại round thi đấu này. Và quyết định là đẩy luôn đến từ chấm tương ớt bất ngờ tạo ra. Chắc kiểu gì ấy nhỉ? Cái gì đây? Trời ơi, không phải, ông lại bay trước khi chắp đặt này, bây giờ mới đặt này. Đấy bay rồi, bây giờ mới đặt cháp này, em nhìn đâu. Bảo sao từ xưa nhìn bị hớ. Bảo có cháp đấy sao tự dưng lại đi qua bắt được ạ. Mất đi Luna một lượng đồ lớn nhưng mà
ông Sentinel thì lại là lao vào đầu tiên, nhưng mà ở trong side thì là 2 điểm kill rồi. Chấm Tương ớt đã phải tự lo, chỉ có là một mình Chấm Tương ớt mà thôi. Nào, A-Club 1 vs 3 để từ Chấm Tương ớt. Câu trả lời có hay không đây? Có thể là có. Kra là kill, biết người quay đâu rồi. Và đó là Bắc Hà Khủng Sinh cho Bunny Pig. Ôi, tiếc thế. Chọn góc đường cường và đi bay ca. Một bộp. Ôi, rút dao ra. Và đó là double kill đi bay ca. Chấm Tương ớt vẫn còn cho mình full cây máu. Và bây giờ thì là cố gắng đục đẽo đến từ bên phía Team Tài đáng trẻ. Nhưng Bunny Pig hạ gục được một rồi, họ vẫn đang không nghĩ rằng đối phương gơ. Chúng ta một lần nữa đến từ Chấm Tương ớt, thời gian đang rất cận kề và Chấm Tương ớt. Đối phương không ra, đối phương ra. Triple kill cho Chấm Tương ớt. Kịp không, kịp không, kịp. Kịp luôn đã, trời ơi. Đẳng cấp đến từ Chấm Tương ớt, một tình huống control spray. Một tình huống mà vị trí của anh chàng Ego AV vẫn kịp thời dứt điểm đi một player bị thương. Tài năng trẻ đây thì sao đây? Đây mới là Omen Deep. Còn Luna vẫn đang muốn make play trong tình huống này nhưng đã bị phát hiện bởi tên hoàng tử Đống Đa. Ôi rồi, ôi. Phong độ trở lại. Ui, chọc người đảo bước theo sau. Theo anh ấy vẫn khó. Cho em nhìn cảm giác này khó chịu không? Hút quần. Anh nhìn chó đây, con chó bên cạnh kìa, anh nhìn con chó đây. Nhìn con chó không? Nhìn con chó chưa? Thấy con chó chưa? Đấy, cả người cả chó, đây là người chó hợp nhất các bạn ạ. Ôi khổ nhở, cảm giác khổ chịu được luôn đấy. Một mạng đến Chấm Tương ớt, có ultimate và Chấm Tương ớt. Nào, có chuẩn bị cái mạng này hay không đây? Và đó là một tình huống rất điểm của đội của mình đến từ Chấm Tương ớt. Ôi, vai mưu. Tình huống 2 đấu 1. Rất điểm đồng đội này. Tình huống 2 đấu 1. 11 máu. Khổ khó. Ui trời ơi. Ồ, Xuân có ốp mà nhở? Xuân lại chuyển về một khẩu văn đồ à? Nhìn con nhầm kia là khẩu ốp của Xuân. Móc ơ. Đấy, Immortal 3 người ta còn bắn như thế. Rõ ràng cầm khẩu Odin mà đi qua sớm bóng thì không khác gì là một pha xin chết cả. Đặc biệt khi đối phương kề trước. Không có gì phải vội. Double kill rồi. Chưa có triple kill. Vẫn đang một đấu tay to đến từ vị trí Spring. Và Spring double kill đang có đạn. Rồi hết rồi. Ôi. Ba kill dành cho vị trí của Spring. Một lao thì đâu mà Spring bật quá kinh. Đó vì đối phương đang có flash trả ra. Ultimate được dùng đến từ vị trí của anh chàng. Đó là Break. Và dần xuống bước sang. Tầng 2 có người. Leo lên rồi. Đây rồi. Còn chuẩn bị được một mạng. Ngay sau đó tình huống mà ngã chết à, đến từ sự bắc giang. Châu đổi bắc làm tốt, Spring quá kinh. Một tình huống ngã chết kìa, đấy là một tình huống ngã chết. Bạn giờ thì sống với cách sống xa hoa lắm tiền. Bạn từng câu nói đã có uy của người thành công. Nhưng không bao giờ nhớ đến anh em ta từng sống chết. Bạn bè đưa tay ao xem như chưa từng quen biết. Ngày còn nghèo khó có điều thuốc chung nhau nữa. Xưa ta cùng chí hướng, hôm nay chúng bạn thấy